Và xin chào các bạn, quay trở lại với mình video. Và hôm nay mình sẽ chơi chế độ i3. Mình sẽ đi để có thể kiếm nhân vật súng ở trong thẻ i4 mới được update. Và để xem hôm nay mình có may mắn không nha. Chế độ này chế độ mới, mình thấy nó khá là hay. Mình đã chuẩn bị 50 thẻ để có thể mong là may mắn sẽ đến mình. Mình đang kiếm nhân vật Devin Hunter với cả sư tùng Black Dragon. Ôi trên này có con này. Ôi vãi cả nồi ạ, bắn cái nó mất thẻ luôn ạ. Ngu người, mới vào thì không nên đi thẻ luôn, dễ ngu người lắm. Úi giời ơi, nó khó vậy. Để mình bắn bot đỡ chúng nó vậy. Yeah. Mới vào bot đầu tiên. Ủa ôi, 6 bot kìa. Velu nhiều vậy. Có được hòm gì kìa. Ủa sao ngân lắm người út vậy. Zona nào, vãi cả lên tầng ạ. Ô, thằng kia nào mang cả cái hồi máu ạ, phê vậy. Đây là có đồ, không lên sớm ạ. Một lúc nữa mình sẽ ấy. Úi dồi, con này húc ạ, vãi cả nồi ạ. Nó húc thì chỉ đừng hỏi tại sao luôn. Vẫn còn nhá, úi dồi, nhiều lắm. Ngu gì bắn trước, nó hút cho gì, khóc. Sao này ít vậy? Ở đây có một con này. Làm ra đây, ra đây. Em dê, em gì tao. Đồ, lại chả mất. Ô, sao lại mất máu này? Tôi mất thẻ mà vẫn chưa ra. Úi giời, nó hút cho thì đừng có hỏi. Ô, và ăn kè máu ạ. Phê vồn. Ô, sướng vai. Đây, một đống này. À, úi dồi ôi, bắn trước thế, nó sống làm sao. Một đống đấy. Ôi dồi ôi, nó ném bom ạ. Ngon đấy. Ôi ôi, bắt vài con mất một mớ thẻ rồi. Ôi dồi, lém bom thấm thì đừng hỏi. À, ra sơ mù tí. Ơ, sao chả thấy hiện thẻ nhỉ. Ôi lỗi à, chả thấy hiện thẻ này. Đấy rồi, ui. Một nhân vật hiếm, một vũ khí hiếm. Ui dồi ôi, phê. Còn hai thẻ. Rồi, để xem nào. Tự nhiên mình cũng thắc mắc tại sao nó lại không hiện. Nó lỗi hay sao ấy. Để xem nào. Đây mình sẽ ra gì nhá. Bây giờ còn một phiếu thôi. Bắn nốt một phiếu thì đi ra. Rồi, hết rồi. À, mình sẽ uất để xem là được gì nhá. Một nhân vật chắc chắn rồi, một súng là súng gì. Death. À, ra được Devin với cả đùa EUGS. Nói chung là cũng được, tạm ổn rồi các bạn ạ. Đây rồi Devin. Ồ, vãi cái nồi ạ. Đang chụp ảnh. Đâu có lục rồi. Đây lục đây. Đây mình sẽ cầm vào test cho các bạn xem. Chắc là chỉ xem được mỗi cái khẩu lục thôi các bạn ạ. À.
À, khá đẹp. Ôi, ôi nhiều đạn quá. Bắn này thì phiêu lắm, 23 viên luôn. À, chúc các bạn may mắn trúng như mình nhá. Mình mới được một nhân vật với một lục thôi. À, bị em dê đập chết giờ. À, dê khá là đẹp. Bắn thì rất là nhanh. Rồi, chúc các bạn may mắn nhá.